Video này là nội dung tập 68 và 69 của bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn. Cuối tập 67, nhóm người Hoắc Vũ Hậu đã bị một đàn hồn thú tiến lại áp sát. Mọi người nhanh chóng thức dậy. Kẻ địch là một bầy khỉ, số lượng khoảng 30 con, tên cầm đầu có tu vi tới 5 vạn năm. Dựa theo tập tính bất thường của đàn khỉ, Hoắc Vũ Hậu đoán ra được bọn chúng đang bị kẻ địch truy đuổi. Mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhận thấy người chặn đường, hai con khỉ to xác lập tức nhào tới tấn công. Hoắc Vũ Hậu sử dụng chiêu thức giam cầm làm kẻ địch suy yếu. Những người khác đồng loạt xông lên tấn công. Vương Thu Nhi vẫn như cũ dùng sức mạnh cơ thể là nắm đấm để bón hành vào mồm mấy con khỉ. Phương Đông thì sử dụng hồn kỹ tấn công diện rộng. Một màn tàn sát xảy ra, đàn khỉ bị đánh nằm tơi tả. Tên khỉ to xác cầm đầu có linh trí rất cao. Nó biết Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi khó chơi nên đã bỏ qua hai người họ để trực tiếp tấn công vào Công Dương Mặc. Công Dương Mặc lẻ lưỡi trêu chọc rồi tránh né. Hoắc Vũ Hậu đã ở phía sau, cậu ngưng tù hàn băng đóng băng khỉ đột lại. Vương Thu Nhi lập tức nhảy lên giáng xuống một đấm khủng khiếp, hạ gục con khỉ to xác. Màn kết hợp quá ăn ý và sức mạnh của cô gái này quá khủng khiếp. Nếu mà có bạn gái mạnh mẽ như thế này thì cũng rất là rén đó. Đám khỉ còn sống nhanh chóng bỏ chạy, màn đánh boss đã xong, chuyện kế tiếp là phân phó người hấp thu hồn hoàn. Hoắc Vũ Hậu nhìn thấy nó rất phù hợp với vũ hồn linh mâu của mình, nhưng Vương Thu Nhi đột nhiên lại phủ nhận điều đó. Cô nàng muốn lấy hồn hoàn của con khỉ, hành động tranh giành này làm cho Vương Đông tức giận, nhưng đối phương lại khẳng định lời của mình là đúng. Hoắc Vũ Hậu không bênh bạn gái mà lại chọn tin tưởng bạn bè. Điều này làm cho Vương Đông giận dỗi vô cùng. Cậu xoa đầu nàng và trả lời rằng, cô ấy là đồng đội của chúng ta mà, thôi nào đừng giận nữa. Chỉ với hai câu nói đơn giản như vậy đã xóa tan sự giận dỗi của Vương Đông rồi. Đến sáng, quá trình hấp thu hồn hoàn của Vương Thu Nhi cũng xong. Bên ngoài là vùng ngoại vi, ở giữa là khu hỗn hợp, ở trung tâm là khu trung tâm. Vương Thu Nhi đều từng đi qua cả ba khu vực nên biết chỗ nào có hồn thú phù hợp. Nàng rút ra thanh trường thường, đây là lần đầu tiên Vương Thu Nhi dùng đến vũ khí, xem ra nơi bọn họ sắp đến sẽ có nguy hiểm. Thanh trường thương này rất bình thường, không có các cơ quan như hồn đạo khí, nhưng lại ẩn hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ. Trường thương màu vàng óng vô cùng đẹp mắt. Mọi người cùng nhau di chuyển theo chỉ dẫn của Vương Thu Nhi. Giữa đường cả nhóm lại đụng độ 3 tên tà hồn sư trên 70 cấp. Chỉ cần gặp tà hồn sư, các thành viên sự lệ khác đều không đứng nhìn. Họ đeo lên vai huy hiệu giám sát đoàn và mặt nạ rồi cùng nhau hành động. Năng lực của ba tên tà hồn sư là luyện hóa hồn thú thành sủng vật để điều khiển. Bọn chúng đang nhắm đến một con gấu khổng lồ, ám kim khủng trào hùng, tu vi vạn năm. Lúc trước, Hoắc Vũ Hậu đã từng đụng độ một con rồi. Mọi người chia làm hai hướng, Vương Thu Nhi và Công Dương Mặc tiến vào hang động và chạm trán với nó. Thấy có người xâm nhập, nó lập tức gầm lên đe dọa. Đây là con cái, nó đang bảo vệ hai đứa con bé bỏng của mình. Nhận thấy đám người Vương Thu Nhi không có ác ý, nên ám kim khủng trào hùng cũng hòa hoãn trở lại. Ba tên tà hồn sư triệu hồi ra con đực để dụ con cái xuất hiện. Theo lẽ thường tình, trong thời gian chờ đợi, thì kẻ địch sẽ trò chuyện cùng nhau và chủ động tiết lộ toàn bộ kế hoạch xấu xa của mình, đó là trộm đi hai con non. Bồi dưỡng nó để sau này đem ra chiến trường giết chóc. Giết thêm được con cái rồi, luyện chế thành hồn thú thì càng tốt. Hoắc Vũ Hậu cùng Vương Đông nghe được toàn bộ lời nói của bọn chúng, càng tức giận hơn là bọn chúng đã giết hại một thành viên của sự lệ khắc, lấy đi mặt nạ và xem nó như chiến lợi phẩm. Điều này làm cho cậu phẫn nộ, muốn giết chết bọn chúng ngay lập tức để báo thù cho người học viên đã hy sinh. Cậu lấy ra một khẩu hồn đạo pháo cấp 7, khởi động nó tiêu hao rất nhiều hồn lực nên cần phải có sự hỗ trợ đến từ Vương Đông. Khẩu pháo ngưng tụ sức mạnh rồi phóng ra một tia sấm sét khổng lồ. Hồn thánh hơn 70 cấp cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi. Nếu như không phải kẻ địch có vũ hồn đặc thù, thì đã bị một chiêu giết chết rồi, chứ không phải chỉ bị thương nhẹ. Hoắc Vũ Hậu sử dụng hồn kỹ mô phỏng để tránh thoát khỏi tầm nhìn. Ba tên tà hồn sư không quên nói vài câu khinh thường, rồi bắt đầu thi triển ra vũ hồn. Hồn lực của bọn chúng đã gần đạt đến cấp 80 rồi. Bọn chúng biết cậu vẫn ở xung quanh nên quyết định san bằng toàn bộ khu vực xung quanh. Đúng lúc này, con ám kim khủng trào hùng đột nhiên xuất hiện, đứng hiên ngang trên vai nó là Vương Thu Nhi. Một tên tà hồn sư ra lệnh cho bản thể hồn thú của mình vây công ám kim khủng trào hùng. Tốc độ của nó quá nhanh, lướt qua như một cơn gió.
Ám Kim Khùng Trào Hùng bị nhiều vết cào lên người, một con xông đến tấn công Vương Thu Nhi. Cô nàng này vung trường thương đáp trả lại. Ám Kim Khùng Trào Hùng phả thêm một cú tát nữa, kết liễu nó. Vì bản thể hồn thú đã dung hợp với linh hồn của tên tà hồn sư, nên sau khi bị tiêu diệt, lão ta cũng bị trọng thương hộc máu. Sau khi thấy đồng đội trọng thương thì hai tên còn lại cũng động thủ. Bọn chúng dồn toàn lực tấn công Vương Thu Nhi. Nàng ta sử dụng hồn kỹ thứ tư ngăn cản, đẩy lui kẻ địch, rồi triệu hồi vô số trường thương sáng xuống đầu bản thể hồn thú một trận công kích. Rơi vào thế đường cùng, bọn chúng lại triệu hồi ra thêm một đàn thú khác vây công. Sau đó thừa cơ hội tập kích bất ngờ. Thấy Vương Thu Nhi gặp nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vội chạy đến ngăn cản. Sau đó tiết lộ điểm yếu của bọn chúng. Chỉ cần đánh tan bản mệnh thú hồn là sẽ chiến thắng. Vương Thu Nhi bạo phát hồn kỹ thứ 6, ngưng tụ sức mạnh vào trường thương rồi toàn lực ném xuống đầu đám hồn thú. Một kích khủng khiếp không tiêu diệt được toàn bộ, nhưng cũng dọn dẹp đi được một nửa. Phong linh ma pháp là khắc tinh cứng của tà hồn sư. Sau khi thi triển, đám hồn thú được thanh tẩy, linh hồn được giải thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Nhận thấy tình thế bất lợi, bọn chúng nhanh chóng xả ra luồng khói độc ra xung quanh rồi bỏ chạy. Các thành viên sự lệ khắc đành phải tạm dừng truy đuổi. Lần này mục đích của họ đến, ngoài săn giết hồn thú tìm hồn hoàn, thì còn có mục đích khác, đó là nghiệm chứng hồn linh. Nếu hồn thú tình nguyện ký khế ước với hồn sư để trở thành hồn linh, không những có thể giúp hồn sư tăng thêm hồn hoàn mà còn kéo dài thêm sinh mệnh cho hồn thú. Nghe rất giống với ngự thú sư hay luyện thú sư vậy, đôi bên hợp tác cùng có lợi. Tuyết nữ chính là ví dụ đầu tiên. Gần đến khu vực trung tâm, mọi người lại đụng độ bốn tên hồn thú. Không phải là bọn chúng chặn đường nhóm người Hoắc Vũ Hậu, mà là xung đột giữa các hồn thú với nhau. Một con vạn năm ngân anh thú đang chống lại ba con vạn năm lang viên biến chủng. Ngân anh thú là loài có thuộc tính tinh thần. Tương truyền rằng nó đã tuyệt chủng từ lâu rồi, ngay cả Thái Viện trưởng cũng không biết đến loài này. Vậy mà Vương Thu Nhi vừa nhìn cái liền nhận ra. Ngân anh thú này rất phù hợp với Hoắc Vũ Hậu. Đã vậy, nó lại còn có hồn kỹ sao chép và lưu trữ kỹ năng của các loài vật khác. Mặc dù lấy một địch ba, nhưng nhờ vào khả năng sao chép, ngân anh thú có thể sử dụng chiêu thức của lang viên để tấn công ngược lại ba con lang viên. Một chiêu đánh bại kẻ địch. Vậy nhưng nó cũng đã trọng thương rất nặng, không sống lâu được nữa. Hoắc Vũ Hậu bắt buộc phải hành động, cầu đến thương lượng ký khế ước với nó. Vương Thu Nhi thì truy đuổi lang viên, còn lang viên dù đã thương tích đầy mình thì vẫn còn có thể đánh tay đôi với nàng ta một lúc rồi mới bị tiêu diệt. Bởi hào quang nam chính ngập trời, Hoắc Vũ Hậu cùng Vương Đông đã thuyết phục được ngân anh thú. Sau đó cậu bắt đầu thi triển pháp quyết tạo ra khế ước. Vì đau đớn nên ngân anh thú đã giãy giụa chống cự, khiến quá trình ký khế ước thất bại. Thế là nam chính chỉ còn cách hấp thụ hồn hoàn của nó mà thôi. Vương Thu Nhi cũng có thu hoạch, nàng lấy được một khối hồn cốt chân trái từ lang viên. Quá trình hấp thu hồn hoàn không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Sau khi đã xong xuôi thì mọi người cũng quay trở lại học viện. Nhìn thấy các học sinh tụ tập lại một chỗ rất đông, Hoắc Vũ Hậu cũng đến xem thử. Hóa ra là Quý Tuyệt Trần và Hiên Tử Văn tới chơi. Quý Tuyệt Trần đã thôi học để ra ngoài lịch luyện và khiêu chiến nhiều cường giả hơn. Hiên Tử Văn cũng đã rời khỏi Minh Đức Đường để gia nhập vào đường môn. Điều này làm cho Hoắc Vũ Hậu vô cùng vui mừng. Quý Tuyệt Trần bày mong muốn được khiêu chiến với Bối Bối. Bối Bối đương nhiên không từ chối. Thấy thanh kiếm của Quý Tuyệt Trần đã có nhiều vết nứt, Hoắc Vũ Hậu thản nhiên ném cho hắn thanh Thẩm Phán Chi Kiếm cấp 8 của Kính Hồng Trần. Bảo kiếm tặng anh hùng, đi theo cậu cũng uổng phí nên cậu muốn tặng lại cho Quý Tuyệt Trần. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cuộc so tài cũng bắt đầu. Kiếm tu đấu với vũ hồn hệ cường công Hoàng Kim Thánh Long. Bối Bối dùng hồn kỹ ngưng tụ một cái móng vuốt như chân rồng. Quý Tuyệt Trần thì vung kiếm chém liên tục, mỗi người đều có lợi thế riêng. Hai người lao vào nhau giao chiến vài trăm hiệp vẫn chưa phân được thắng bại. Trước khi cuộc chiến có kết quả thì tập phim đã khép lại. Các bạn đừng quên đón xem tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.